Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của bóng đá Việt Nam hôm nay đó chính là màn so tài trên sân thiên trường giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ. Đây được xem là trận đấu vô cùng quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trước khi mà đội tuyển Việt Nam bước vào tranh tài tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Và đây cũng là trận đấu duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 10. Ngoài ra với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì trong trận đấu vào tối nay thì trên sân vận động thống nhất thì câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm trán với câu lạc bộ bóng đá nữ Urawa Reds Diamond. Đây là nhà vô địch bóng đá nữ Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng tại bảng C cúp C1 bóng đá nữ châu Á mùa giải 2024-2025. Cũng trong ngày hôm nay thì người bộ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu hấp dẫn tại lượt trận thứ ba Nations League mùa giải 2024-2025 với cuộc so tài như Ba Lan chạm trán với Bồ Đào Nha, hai Tây Ban Nha đấu với Đan Mạch. Ngoài ra còn có trận đấu giữa đội tuyển Serbia gặp đội tuyển Thụy Sĩ. Và trong video này xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi điểm lại kết quả thi đấu các trận đấu diễn ra đêm qua và dạng sáng nay ở Nations League cũng như là những nhận định ban đầu của các trận đấu đáng chú ý diễn ra hôm nay và lịch thi đấu chi tiết ngày hôm nay 12 tháng 10 năm 2024. Tâm điểm của bóng đá Việt Nam hôm nay chính là trận đấu trên sân Thiên Trường. Đội tuyển Việt Nam đã giao hữu với đội tuyển Ấn Độ đây cũng là trận đấu duy nhất của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Day tháng 10 năm 2024 và cũng là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi tranh tài tại vòng chung kết bóng đá Đông Nam Á diễn ra cuối năm này. Ngoài ra, với bóng đá Việt Nam hôm nay 12 tháng 10, người hâm mộ còn quan tâm đến trận đấu cuối cùng của Huỳnh Như và các đồng đội tại bảng C giải bóng đá nữ cúp C1 châu Á mùa giải 2024-2025 gặp đối thủ rất mạnh là câu lạc bộ bóng đá nữ Urawa Red Diamonds nhà vô địch bóng đá nữ Nhật Bản với bóng đá thế giới đêm nay và dạng sáng mai người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu ở lượt trận thứ ba giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu Nations League mùa giải 2024-2025 với tâm điểm là màn so tài giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha đối đầu với Đan Mạch. Tuy nhiên trước khi đi vào lịch thi đấu chi tiết và những nhận định ở các trận đấu bóng đá hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng điểm lại kết quả thi đấu giải Nations League đêm qua và dạng sáng nay. Theo đội tuyển Estonia giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Azerbaijan. Đội tuyển Hungary cầm hòa Hà Lan một đều trên sân nhà, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước tuyển Montenegro, đội tuyển Ukraine có chiến thắng tối thiểu trên sân nhà trước đội tuyển Croatia, trên sân nhà đội tuyển Slovakia để cho đội tuyển Thụy Điển cầm hòa với tỷ số 2 đều, trong khi đó Bosnia Herzegovina nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước đội tuyển Đức, đội tuyển Iceland cũng hòa 2 đều trước xứ Wales, Cộng hòa Séc có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước tuyển Albania. Như đã nói tâm điểm của bóng đá Việt Nam hôm nay là màn so tài trên sân Thiên Trường giữa đội tuyển chủ nhà Việt Nam và Ấn Độ. Trận đấu này diễn ra lúc 18 giờ hôm nay 12 tháng 10. Không tính trận đá tập cùng Nam Định, tuyển Việt Nam đã có chuỗi 3 trận chính thức thua liên tiếp dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Trong thời gian gần đây, đội tuyển Việt Nam không đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn nhận thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi của những ngôi sao vàng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik để có thể thực sự thấm nhuần triết lý mới của nhà cầm quân người Hàn Quốc, đội tuyển cần thêm thời gian đặc biệt là trong việc hạn chế những sai lầm cá nhân không đáng có. Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10, đội tuyển Việt Nam chỉ có một trận đấu duy nhất với Ấn Độ do trận đấu với Lebanon đã bị hủy. Hiện tại, trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 116, trong khi Ấn Độ đứng ở vị trí 126. Đội tuyển Việt Nam không chỉ xếp trên về thứ hạng mà còn thể hiện phong độ tốt hơn. Đội tuyển Ấn Độ hiện đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Manolo Marquez đã không giành chiến thắng trong suốt một năm qua. Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2022 khi họ đánh bại Kuwait với tỷ số 1-0. Trong 14 trận đấu gần đây, đội tuyển Ấn Độ chỉ có một chiến thắng, 3 trận hòa và 10 thất bại. Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với những lo ngại về nhân sự trước trận đấu sắp tới trên sân Thiên Trường. Tại buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thông báo rằng hai cầu thủ Tiến Linh và Bùi Hoàng Việt Anh sẽ không thể góp mặt do vấn đề thể lực. Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Tuấn Hải cũng vắng mặt trong đợt tập trung lần này vì chấn thương. Trước thềm trận đấu quan trọng, Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khẳng định quyết tâm giành chiến thắng của toàn đội. Ông chia sẻ: "Trong các trận đấu trước, chúng tôi thường để thủng lưới hai bàn. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào đội hình hiện tại và sẽ không có sự thay đổi nào cho trận gặp Ấn Độ. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ chơi tập trung và đoàn kết, chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt. Chúng tôi sẽ chiến thắng, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả." Theo lịch sử đối đầu và sự so sánh lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik có lý do để tự tin. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ đã gặp nhau 3 lần, trong đó đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ở hai trận. Trong cuộc đối đầu gần nhất vào ngày 27 tháng 9 năm 2022, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-0. Ba cầu thủ Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Quyết đã ghi bàn mang về chiến thắng cho đội. Trong đợt tập trung lần này, cả Văn Toàn và Văn Quyết đều có tên trong danh sách, hứa hẹn sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của người hâm mộ. AFF Cup 2024 đang đến gần và trận đấu với Ấn Độ sẽ là cuộc so tài chính thức cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi tham gia giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Một chiến thắng trong trận đấu này không chỉ mang lại niềm vui mà còn là liều thuốc tinh thần cần thiết cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik giúp họ tự tin hơn trước thềm AFF Cup. Ngoài màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ, hôm nay ngày 12 tháng 10 còn có trận đấu đáng chú ý giữa câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ bóng đá nữ Urawa Red Diamonds. Dù có được tấm vé đi tiếp nhưng câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh đặt quyết tâm cao nhất để cống hiến một trận đấu đẹp cho người hâm mộ khi chạm trán với Urawa Red Diamonds. Theo đó, Trận đấu cuối cùng của câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng bảng AFC Women's Champions League 2024-2025 là cuộc đọ sức với Urawa Red Diamonds. Trận đấu này sẽ quyết định ai sẽ đứng đầu bảng C khi cả hai đội đều sớm giành vé đi tiếp. Nói về trận đấu cuối cùng bảng C, gặp đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phẩm nói: "Ban huấn luyện đã lên phương án sử dụng lực lượng tốt nhất, phong độ tốt nhất thi đấu. Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh muốn đạt chất lượng chuyên môn tốt nhất. Hai trận đấu đã qua không hề dễ dàng." Đài Trung Blue One và Odisha đều rất quyết tâm. Trận đấu này câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh muốn công hiến cho người hâm một trận đấu tốt nhất. Hy vọng rằng thời tiết sẽ ủng hộ trận đấu cuối cùng của bảng C. Bên kia chuyến tuyến, huấn luyện viên Naoki Kusano nói, chúng tôi vừa trải qua trận đấu rất khó khăn với đài trung Blue One. Urawa Red Diamonds sẽ đưa ra đội hình và chiến thuật dựa theo tình hình thời tiết. Câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào màn trình diễn của bản thân, hạn chế chấn thương và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Trình độ của Urawa Red Diamonds cao hơn nên cơ hội để câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh thắng trận, qua đó vượt mặt đối thủ để cán đích ở vị trí số 1 của bảng C là không cao. Dù chuyên môn dưới trình của đối thủ nhưng khán giả trông đợi, câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ chơi hết mình để biết được thực lực, qua đó có những điều chỉnh trong thời gian tới. Phải thừa nhận rằng, Urawa Red Diamonds là một tập thể có trình độ chuyên môn đồng đều. Lối chơi của đội bóng nữ Nhật Bản khá đa dạng khi kết hợp hài hòa giữa các miếng trung lộ, bóng nhỏ cũng như các pha đánh biên, không chiến. Urawa Red Diamonds không thuê cầu thủ ngoại như câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh hay đài Trung Blue One. Khả năng săn bàn của họ khá đa dạng, đặc biệt, những tiền vệ chính là ngòi nổ lợi hại để xuyên phá khung thành đối phương. Sau hai lượt trận, hai tiền vệ Ito và Siokoshi là hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Urawa Red Diamonds với 4 pha lập công. Trong đó, 4 bàn thắng của Ito đều được ghi trong chiến thắng với tỷ số 17-0 trước Odisha. Cùng với hai trận đấu đáng chú ý kể trên, Đêm nay và dạng sáng mai người hâm mộ bóng Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu thuộc lượt trận thứ ba giải vô địch các quốc gia châu Âu, Nations League mùa giải 2024-2025. Theo đó vào lúc 20 giờ hôm nay là màn so tài giữa đội tuyển Litva và Kosovo, vào lúc 23 giờ hôm nay đội tuyển Croatia sẽ đối đầu với Scotland. Cũng vào lúc 23 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam đội tuyển Bulgaria sẽ gặp Luxembourg, trong khi đó vào lúc 1 giờ 45 phút ngày mai 13 tháng 10 sẽ có 5 trận đấu muộn nhất vòng 3 Nations League được diễn ra cụ thể đội tuyển belarus trên sân nhà tiếp đón bắc ireland đội tuyển ba lan trên sân nhà tiếp đón bồ đào nha đội tuyển serbia đấu với thụy sĩ tây ban nha chạm trán với đan mạch đảo sip tiếp đón romania